Nếu hướng dẫn viên không có, không đeo hoặc cho mượn thẻ hướng dẫn trong lúc hành nghề thì sẽ bị phạt rất nặng. Thứ yếu là hướng dẫn viên du lịch phải tự trang bị cho mình một nền tảng văn hóa, kiến thức và ngoại ngữ thật là vững, với một bản lĩnh nghề nghiệp sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống phát sinh nào trong suốt cái thời gian mà dẫn tour, cũng như là nghệ sĩ mà ứng biến trên sân khấu vậy đó quý vị. Đối với nghề nghiệp, hướng dẫn viên không được cung cấp thông tin lệch lạc, vi phạm đến chính trị. Đối với du khách thì không được trễ giờ sai hẹn, một quy định bất thành văn đối với hướng dẫn viên du lịch là không được say xe. Ngoài ra, hướng dẫn viên du lịch còn phải hiểu và biết về luật khác nhau, đặc biệt là luật du lịch, để hướng dẫn cho du khách quốc tế thực hiện đúng luật pháp địa phương nơi du khách đến tham quan. Hướng dẫn viên du lịch có thể là những người đại diện cho chính phủ giới thiệu cho du khách nền văn hóa và lịch sử của một đất nước mà du khách đến tham quan. Đối với tour du lịch về lịch sử, hướng dẫn viên đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tái hiện lại phần nào lịch sử thông qua bài thuyết minh. Đặc biệt khi vết tích chiến tranh còn lại nhiều, bài thuyết minh và cách diễn đạt của hướng dẫn viên có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của chương trình tour. Nói cách khác, vai trò của hướng dẫn viên là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại sống còn đối với một chương trình du lịch.